À, nó con điện trở công suất anh em ạ. Dây ok. Thì đây là một cái mẹo nhỏ mình muốn chia sẻ tới anh em là khi anh em sử dụng solar. Khi sử dụng đến solar thì anh em sử dụng hệ lưu trữ có pin hệ 12 hay là hệ 24 hay hệ 48 thì anh em sẽ đều gặp cái tình trạng là khi mình kết nối pin hay ắc quy vào thiết bị thì nó có hiện tượng là nẹt lửa rất là cao, mà cũng có thể khi nó nẹt lửa như thế anh em sợ và cũng mình nghĩ cũng có xác suất có thể làm cái máy mình nó hỏng hay là cái bình ắc quy của mình nó mình cảm giác nó nguy hiểm. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em một mẹo là tránh cái trường hợp nẹt lửa đó cho những cái máy ví dụ như kích điện mình chuẩn bị test đây, và anh em sử dụng cho những con sạc và những cái máy đắt tiền khác đó. Thì đây anh em nhé, thì đây là cái kích điện 48V, mình chưa có kết nối cái dây nguồn vào. Thì bây giờ mình sẽ kết nối anh em này, đây là cái dây dương màu đỏ anh em này, mình sẽ cho vào đây luôn, bắt vào dây dương luôn. Khi bắt thì nó sẽ lên đèn anh em nhé. Thì bây giờ bên dưới là âm, thì bình thường đây là cái dây âm, thì bình thường mình sẽ cặp nhanh vào đây đó, anh em cặp vào đây thì nó sẽ nạp tụ nó lỗ đánh cái bùm cái rất mình cảm giác nó nguy hiểm và nó cũng không an toàn. Thì mình phải làm như thế nào thì đây nha, mình vừa lấy hàn đấy con điện trở công suất đó vài ôm, thì mình một cái đầu anh em nhìn này, một cái đầu con điện trở công suất nhé, anh em kẹp vào đây, một cái đầu là anh em kẹp một cái dây cấp nguồn, nhìn nha, không có gì luôn đó. Anh em nhìn đèn chưa, đã là một lúc rồi, khi nó lên đèn như này rồi thì bắt đầu vào đây, cho vào đây rất là nhẹ nhàng anh em thấy không, không có bất kỳ một nẹt lửa nào đó, cực kỳ an toàn cho thiết bị, nhất là những cái máy mà sử dụng đến pin, ví dụ như dòng máy lắc power và những cái máy đắt tiền vài ba chục triệu mà anh em quẹt này và anh em sợ và em nguy hiểm thì anh em sử dụng cho mình một con điện trở như thế này, công suất như thế này vài ôm đó, để em kẹp vào như vừa rồi cho mình là cực kỳ an toàn, cực kỳ đảm bảo đó. Khi nó lên nó lạp được cái tụ này rồi thì anh em kẹp hai đầu dây vào, anh em bỏ con đấy ra là ok, kể cả những cái con sạc như thế này thì mình qua cầu dao như này anh em thấy chưa, anh em qua cầu dao, anh em qua một cầu dao hay hai cầu dao tùy mỗi mỗi một người một cái sở thích. Thì anh em tắt đi, tắt này đi,
Thì anh em ví dụ như hai cầu dao thì em bật một cái thì còn một cái cầu dao thì anh em lại kẹp hai đầu này cho mình là ok. Đó, là ok. Thì đấy là một cái mẹo rất là nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng để anh em sử dụng cho vận dụng vào cho các thiết bị mà sử dụng đến nắp quy mà cần nó có tụ, anh em để anh em cấp luôn cho nó. Và tiếp tục thứ hai ấy, thì hôm nay mình chia sẻ với anh em là mình đã làm xong cái hệ pin 18650 DIY. Đó, anh em nhá. Cốt cầu domino DIY thì đã làm xong, anh em nhìn này. Chỉ cái mạch cân bằng chủ động 5A kia thì mình sẽ đóng hộp, mình bắt ốc ở đây xong. Cái đấy thì không không quan trọng lắm. Mình vận động được. Coi như là hôm nay thì mình đã làm xong rồi anh em. Đó, gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Và còn những cái này thì lúc nào muốn làm thì làm. Túc tắc kiếm pin bây giờ thì cũng túc tắc mình kiếm pin thôi, có bao nhiêu cho bấy nhiêu. Ok, tất cả đồng vàng chóe anh em. Sau bao nhiêu tháng làm thì hôm nay đấy cũng đến lúc nó hoàn thiện rồi. Cốt cốt như thế này ấy, và làm cọc domino như này ấy, thì mình có thể bắt được rất là nhiều thứ. Mình còn cho cái bóng báo vôn vào đây nữa, vôn kế anh em, nhưng mà chưa cần thiết, kệ nó. Thì cái điện áp bây giờ anh em nhìn nó đang sạc này, đây 58 V là 1,7A. Trời nó không được nắng anh em, ngoài Bắc nó âm u mà vẫn được có 170 mấy W này. Một vôn nó chỉ nó đầy thôi anh em nhìn đấy, nếu anh em sử dụng pin thì anh em biết thôi. Cái điện áp mà nó lên được cái điện áp như thế này ấy, thì có nghĩa là cái bộ vào này pin của mình nó khá cân bằng. Và tiếp tục mình muốn chia sẻ tới anh em thì cái tháng trước ấy, tháng trước thì mình đã cho một bạn ở bên Hải Dương, ở trên Hải Dương thì mất đúng 15 ngày đấy, 15 hơn hơn 10 ngày, 15 ngày gì đó thì hàng nó mới về đến bạn ấy. Những cái thiết bị mình không còn sử dụng nữa và mình xô dọn thì mình dư thì mình cho, thì tiếp được cái hôm nay và cái tháng này thì mình lại tiếp tục lại cho một anh em nào đó nhanh tay để lại số điện thoại. Con lọc nguồn, con lọc nguồn to nhé anh em, lưu ý là nó to nhé chứ không phải lọc nguồn cực kỳ xịn sò luôn. Con lọc nguồn này là con lọc nguồn cực kỳ là chuẩn. Thì bên bác Khang Audio bán con lọc nguồn này trong có ổ điện luôn, giá là 2 triệu, nhưng mình thì cứ kiếm được là mình cho anh em, bởi vì ấy mình đã có đủ mình làm rồi. Anh em nhìn này, thiết bị của mình đủ, mình đã có đủ để làm rồi, mình chỉ cần đây một con hai con để lọc cho tất cả những cái thiết bị trong gia đình mình sử dụng như tivi, điều hòa, máy inverter, máy mình đang tắt này. Đấy. Con Niva này của mình cũng đang tắt này, bởi vì mình tắt mình đang test test mấy thứ. Nói chung vào cái công việc chính ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em kết nối pin hay là ắc quy vào tất cả các thiết bị làm sao cho nó không bị lẹt lửa, an toàn, không nguy hiểm. Và chia sẻ với anh em là cái cầu domino để kết nối vào những cái hệ pin mà nó cần cái khoảng rộng như của mình như thế này đã làm xong, và cách làm của mình thì cũng đã chia cho anh em, chia sẻ tới anh em từ A đến Z rồi. Đó. Thì mình làm bằng gỗ thôi, anh em nhìn này, bên trong cái hộp này mình để một khoảng cách này, này em nhìn chưa, nhiều dây thì thôi rồi luôn đó, nhiều dây lắm, nó rất là nhiều, một bó luôn anh em biết, 15 dây mà nó chồng với nhau thành 30 dây nên nó rất là chật chội, nên mình làm cũng khá là khó ấy. Nhưng không sao, đam mê mình cứ chơi thôi.
Đây anh em mình nhớ. Thì tiếp tục nói đến cái con lọc nguồn này ấy, thì ấy, bên bác ấy đã làm ra sản phẩm và bán giá thành là 2 triệu nhưng là có cả ổ cắm kiết đầy đủ. Thì như mình để mình nói tại sao mình phải nhắc cái giá như thế để cho anh em biết là bên đấy bác ấy đã làm và đã có máy đo kiểm tra nó có sạch điện không, nó có khử nhiễu không. Khử nhiễu không thì anh em có thể qua anh em tham khảo, nhưng cái số lượng mình chỉ có một thôi. Mình khi nào mình có những cái thiết bị nào thì mình cho anh em ấy, thì mình làm những cái video chia sẻ những anh em về solar xong thì tiện đây thì mình sẽ chia sẻ luôn, mình cho anh em làm phải nhanh tay để lại số điện thoại rồi mình sẽ add ra Zalo rồi mình lấy địa chỉ mình sẽ cho anh em, dĩ nhiên là phí anh em phải chịu đó. Hàng bọc biếc đổ keo cực kỳ cầu chì cầu chiếc đầy đủ luôn. Con này xịn sò, mình sẽ thử nào, bật cái con inverter xem nào, lâu rồi không có sử dụng, ok luôn, tắt này. Thì cái lọc nguồn này ấy, anh em có thể sử dụng như thế này cho mình, cho âm ly, thiết bị audio và sử dụng lọc cái điện 220 cho cái inverter. Đấy. Ví dụ như xung 1000W lọc cho những cái đầu điện vào cho những con W, lọc đầu ra 220V cho kích điện để cho dùng cho nó ok hơn, đảm bảo hơn. Thôi, nếu anh em sử dụng solar và thiết bị audio và lọc nguồn DIY tự làm thì chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.